Ta mở, người nhất định không phải là Hắc Y Nhân. Trong chuyện này nhất định là có sự hiểu lầm, có phải không? Hơn nữa, Hắc Y Nhân võ công cao cường, vốn không giống như quyền cước của người lúc bình thường. Càng huống hồ, lâu nay sức khỏe của A Mã không tốt. A Mã hãy mau nói ra đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Thực ra A Mã vốn không có bệnh. Bao nhiêu năm nay, ta che giấu võ công cao cường của mình, vì sợ bị người khác nghi ngờ. Ta không ngờ. Tháp Nhĩ, trẫm hỏi người, 21 năm trước vụ án của Dĩ Đan Cát Cát bị sát hại có phải do ngươi làm hay không? Hoàng thượng, chuyện tới nước này thần không còn gì để nói. Ý của ngươi là ngươi đã nhận tội rồi? Tháp Nhĩ, ngươi với Dĩ Đan tình cảm sâu đậm, tại sao phải ra tay một cách độc ác như vậy? Bởi vì thần hận Dĩ Đan. Năm đó thần và Dĩ Đan tình đầu ý hợp, đã tính tới chuyện hôn nhân. Không ngờ Dĩ Đan lại đột ngột hủy hôn, khiến thần bị đả kích nặng nề. Dĩ Đan, Dĩ Đan, muội đừng tuyệt tình với ta như vậy có được không? Có gì cứ nói rõ ràng với ta. Thần cứ đứng đợi hoài bên ngoài phủ Trịnh Thân Dương để chờ câu trả lời của cổ, nhưng cổ liễn không đói hoài. Thần viết mấy bức thơ gửi cho cổ, nhưng đều bị Dĩ Đan gửi trả lại. Điều đó càng khiến cho thần tò mò, rốt cuộc là vì nguyên do gì khiến Dĩ Đan chỉ trong một đêm có quyết định bỏ mặc thần như vậy, không ngó ngàng tới. Sau khi Dĩ Đan bỏ nhà ra đi, thần đã đi tìm cổ khắp nơi. Dĩ Đan không từ mà biệt, cho dù thần tìm thế nào cũng tìm không ra. Thần đã sắp bỏ cuộc, nhưng không ngờ trong dịp tình cờ cuối cùng đã biết được tông tích của cổ. Có một lần vào cung, thần đi ngang qua Hoàng Nghĩa Cát, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tĩnh Quý Phi và Hoàng Quý Phi. Tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương. Người sao lại có mặt ở đây? À, Dĩ Đan Cát Cát vừa gửi cho muội một bức thư, tỷ xem đi. Nói là Dĩ Đan đã viết bức thư cho bà. Vì vậy thần liền tìm cơ hội tới tẩm cung của Tĩnh Phi lém xem bức thư đó, thì mới biết được Dĩ Đan đang ẩn náu tại phủ Thọ Tự. Vì vậy thần của nén đau khổ, giết chết Dĩ Đan. Cát Cát, tôi uống chút canh bổ đi.
Dĩ Đàn. Dĩ Đàn, tại sao lại như vậy? Tại sao? Phải làm như vậy chứ. Sau đó, khi biết được Tuyết Nhạn là con gái của Dĩ Đàn, nỗi hận trong lòng của thần lại dâng lên lần nữa. Không ngờ bao nhiêu năm qua thần vẫn không thể để xuống được chuyện đó. Khi thần nghĩ tới Tuyết Nhạn là con gái của Dĩ Đan với người đàn ông khác, thần không thể nhịn được ý muốn trả thù. Vì vậy thần đã ra tay giết chết Tuyết Nhạn. Sau đó Hàm Hương phụng mệnh trả án, thần sẽ chuyển Tuyết Nhạn và Dĩ Đan sẽ bị phanh phui. Vì vậy thần đã ngăn cản cô trả án. Tiếp sau đó đợi cô điều tra tới Tuyên Phi và lần ra được chuyện của Dĩ Đàn, thần sợ Tuyên Phi thà chết không nhận mới sắp đặt như bả sợ chết mà tự sát. Lòng nghĩ như vậy sẽ kết thúc được chuyện này. Dương Gia, lúc trước ông từng bất cẩn ăn nhầm nấm độc ở quê nhà của Hàm Hương, bây giờ xem ra chắc không phải là một tai nạn. Bởi vì ta luôn truy tìm tung tích con gái của Dĩ Đàn, cho nên ta thường xuyên tới gần phố Thọ Tự, muốn tìm ra chút manh mối gì đó. Có khi ta ở lại tới mấy ngày, lúc đó ta nhất thời sơ suất, cho nên mới ăn nhầm nấm độc. A Mở, sao người có thể làm ra những chuyện như vậy? Uống cho bình thường và hài nhi phải học theo đạo thánh hiền, nhưng bản thân của người lại liên tiếp làm sai, cả Hàm Hương người cũng không tha. Chính tài giết chết Dĩ Đàn là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của ta. Nhưng bây giờ sự thật đã rõ ràng, trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy là tới bây giờ ta vẫn không biết Dĩ Đan đã sinh con với ai, nhưng bao nhiêu năm qua ta đã không còn muốn truy cứu tiếp nữa.
Những ân ân quán quán đó đè nặng trong lòng ta 21 năm. Ta cảm thấy ngột ngạt từ lâu, cũng đã tới lúc để xuống rồi. Hoàng thượng, Tháp Nhĩ tội ác đầy người, trời đất cũng không dung. Xin hoàng thượng phán thần xử trảm, trả lại công đạo cho Dĩ Đan, Tuyết Nhạn và Tuyên Phi, cũng là cho thần một sự giải thoát. Hoàng thượng, A Mã của thần tuy là phạm rất nhiều trọng tội, nhưng xin hoàng thượng hãy hiểu cho A Mã, bởi vì biến cố bất ngờ và nỗi thù hận ở trong lòng đã che mờ lý trí, nên mới gây ra tội lớn. Xin hãy niệm tình A Mã đã vì Đại Thanh lập không ít công lao hạng mã. Xin hoàng thượng hãy thương tình khai ân, tha chết cho A Mã của thần. Thái Nhi, không cần như vậy, ý của A Mã đã quyết. A Mã không thể chết. A Mã thân đầy tội nghiệp, đã không thể cứu được nữa. Con có lòng như vậy đủ rồi. Xin hoàng thượng thành toàn. Xin đừng, xin hoàng thượng khai ân. Tháp Nhĩ nên phán như thế nào, xử tội gì, để trẫm suy nghĩ thêm đã. Tào Đề Đốc, có mặt tướng. Giải Liệt Thân Dương vào đây lao trước kia đã, chờ chỉ ý của trẫm. Dạ. Người đâu, đưa phạm nhân đi. Dạ. Thái, có phải anh đang nghĩ tới chuyện của A Mã không? Phải. Thật là không ngờ, ta lại đích thân bắt A Mã của mình. Nếu A Mã như vậy mà phạm tội chết, cả đời này ta cũng không tha thứ cho mình. Chuyện này sao có thể trách anh được? Khi anh chôn cất em mới biết được mưu kế của chúng ta, sau đó mới dùng em để truy bắt hung thủ. Hơn nữa, anh và em không ai có thể ngờ được, thì ra hung thủ sát hại mẹ của em lại là A Mã của anh. Thật không ngờ ân oán của đời trước lại tạo thành bi kịch của ngày hôm nay. Hàm Hương, muội có gì chuyện đó mà hận ta không? Nói thật nha, mới đầu em đối với A Mã của anh đúng là không thể tha thứ, nhưng mà sau đó em suy nghĩ lại, A Mã của anh cũng chỉ vì quá yêu ngặt nương của em, cho nên mới mất lý trí. Bây giờ đối với ổng, em đã không còn thấy hận. Em biết là anh không có liên quan, sao em lại có thể giận lây anh được? Hàm Hương, cảm ơn muội đã bao dung độ lượng. Cách Thái Bối Lạc, em biết anh rất là ái náy vì chính anh đã bắt A Mã của mình, nhưng em nghĩ hoàng thượng có thể sẽ niệm tình thủ túc mà tha chết cho A Mã của anh. Hy vọng là gì? Bây giờ chỉ còn xem hoàng thượng xử thế nào.
Mình qua bên đó xem thử đi. Được. Người xem bên kia kìa, đẹp thật đó. Người nhìn kìa Cát Cát, đẹp thật. Nè cô nương, Dĩ Đan, ta có lỗi với muội, ta thật có lỗi với muội. Vì yêu Dĩ Đan quá sâu nặng nên hận càng sâu, tới mức khiến ta bị che mờ cặp mắt, gây ra lỗi lầm lớn. Suốt 21 năm nay tâm chưa được một ngày yên, không một ngày nào không thương nhớ Dĩ Đan. Tới nay đã tỉnh ngộ, hối hận không kịp. Tất cả những lỗi lầm đó chỉ có dùng cái chết mới có thể giải thoát. Mong mọi người tha thứ. Nữa là mong thế nhân lấy đó mà làm gương, đừng vì yêu mà sanh hận, hại người hại mình, hối hận cả đời. Dĩ Đan, ta sẽ đích thân đền tội với muội. Dừng tay. Hả? Để nó tự lượng. Khách Thái, từ nay về sau không cho phép người bước chân vào nhà của chúng tôi nữa bước. Nghe rõ hay chưa? Người là hung thủ giết chết A Mã, mãi mãi không được quay về. Hai vị công tử cần gì làm vậy? Khách Thái Bối Lạc cũng là cháu ruột của Dương gia mà. Hễ quản gia, ông câm miệng lại cho ta.
Ta cho ông biết, nếu Cách Thái còn bước vào nhà của chúng tôi nửa bước, người phải cút đi sẽ là ông. Không có sao hết Triệu tổng quản, ông không cần phải nói giúp ta. Tất cả đều là do ta gây ra. Cách Thái, xin hãy vì ca ca hãy bảo trọng. Không ngờ được Hàm Hương lại chính là công chúa. Phải mà, đó, có thể ngờ chuyện thì cũng chưa thành phải là một công chúa. Thì là có phước quá. Hơn nữa, chúng ta còn được ăn ngủ chung với công chúa, còn là tỷ muội nữa chứ. Phải đó, chúng ta là có phước. Đúng phải, vậy. Wow, Hàm Hương, cô mặc y phục của công chúa này đẹp thiệt đó. Đương nhiên rồi, công chúa Hàm Hương của chúng ta lúc nào cũng là đẹp nhất mà. Sừng Trước, hồi nãy chị vừa mới ăn kẹo hồ lô phải không? Sao miệng ngọt quá vậy? Sừng Trước nói không sai đâu, Hàm Hương, không phải, công chúa mới đúng. Sau này y phục của cô cứ giao cho Ti Khố chúng tôi. Ý, hay là giao cho Ngọc Cẩm Tú Phường chúng tôi cũng được. Tài nghề của Ngọc Cẩm Tú Phường chúng tôi cũng không thua Ti Khố đâu. Dung tỷ à, chuyện làm ăn bên ngoài của tỷ đã bận lắm rồi, không lẽ còn dành chuyện làm ăn trong cung của chúng tôi? Sao hả? Chúng tôi mời khách quý như công chúa tới Ngọc Cẩm Phường chúng tôi không được hay sao? Ê Dung tỷ. Ây da, được rồi. Dì Dung, đồng Ti Khố, hai người gây từ lúc còn trẻ tới bây giờ vẫn chưa có chịu thôi sao? Dì Dung chỉ nói giỡn chơi thôi mà. Tôi với dì Dung của cô cả ngày đấu khẩu như vậy đó. Hoàng Thái Hậu tới. Các người thiệt là náo nhiệt đó, vui quá hả? Thần kiến Hoàng Thái Hậu. Đứng dậy. Dạ Hoàng Thái Hậu. Thiệt là đẹp. Ê Hoàng Thái Hậu, chuyện này là sao? Đây đều là các phi tử và đại thần tặng cho con. Sau này bọn họ sẽ lần lượt tới thăm con. Vậy không phải là cả ngày Hàm Hương phải ở trong cung để tiếp đón khách sao? Hoàng Thái Hậu, hay là từ chối họ đi có được không? Không được, mọi người xem trọng con mới tới thăm con. Đây là quy tắc phải có trong hoàng cung. Con bây giờ đã là một công chúa, phải sớm làm quen với các nghi thức ở trong cung, không được từ chối, có biết chưa? Ừ, dạ, Hàm Hương biết rồi. Mấy ngày nay Cách Thái không tới thăm con phải không? Chôn cất Liệt Thân Dương cũng đã qua mấy ngày, không biết tâm trạng của nó đã ổn định lại chưa. A Gia thấy hơi lo. Dương công công, Quế Nhi bái kiến Dương công công. Miễn lễ. Quế Nhi kiếm ta có chuyện gì? Dương công công, Hàm Hương công chúa có lệnh mời ngài ngày mai xuất cung một chuyến, truyền Cách Thái bối lạc vào cung tới gặp công chúa. Chuyển lời tới công chúa, ta biết rồi. Dương công công, ngoài ra
công chúa còn dặn ngài làm một chuyện nữa. Tỳ của chúng ta đã có một Hàm Hương công chúa, đây từng là một vinh dự lớn lao, tỳ muội chúng ta cũng được thơm lây rồi. Đúng vậy đó, giám đốc đồng Hàm Hương công chúa với thân phận là tú nữ vừa mới vào tỳ y cố còn gây quả suốt cả ngày. Phải đó, nhớ lại lúc mới đầu chúng ta đều mặt nặng mày nhẹ với Hàm Hương công chúa, các tỷ muội đều ghét cổ, tới ngủ cũng không có ai chịu ngủ chung phòng với cổ. Chỉ có Sừng Trúc chịu ngủ chung phòng với cổ thôi, hèn gì bây giờ Hàm Hương luôn coi Sừng Trúc là tỷ muội tốt nhất. Đúng là Hàm Hương công chúa luôn coi tôi là tỷ muội, nhưng nhớ lại những chuyện tôi từng làm với cổ, trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng. Sừng Trúc, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Hàm Hương công chúa đã tha thứ cho cô, sau này nhất định phải nhớ kỹ bài học lần này đó. Hay, có điều sự đời đúng là khó đoán, cũng như Hàm Hương công chúa và Tuyết Nhạn, hai người họ đều vào cung cùng lúc, nhưng ai mà ngờ được kết cục cuối cùng của họ lại khác nhau hoàn toàn. Cho nên các cô phải nhớ, chuyện tốt dù nhỏ cũng không từ, chuyện xấu dù nhỏ cũng được làm. Đồng tỷ cố cũng lợi hại thiệt, chỉ với chuyện này thôi tỷ cũng liên tưởng đến câu thành ngữ khuyên người. Tỷ yên tâm đi, những lời tỷ dạy dỗ bọn muội đều nhớ kỹ trong lòng mà. Phải đó, đồng tỷ cố, chúng tôi đều nhớ kỹ, chúng tôi nhớ kỹ rồi, yên tâm đi, chúng tôi thật sự nhớ rồi mà. À phải, y phục hai hôm trước chúng ta đem tới, không biết Hàm Hương công chúa có thích hay không. Cổ giống xuất thân từ thêu thùa, có khi nào chê bai tay nghề của chúng ta không vậy? Hay à, Hàm Hương công chúa đâu phải là Tuyết Nhạn, tấm lòng cổ lương thiện như vậy, cho dù công chúa thật sự không thích cũng sẽ không chê bai chúng ta. Cô đừng lo chuyện không đâu. Nhưng mà khi Tuyết Nhạn mới vào tỳ y khố, chẳng phải cũng rất tốt với chúng ta sao? Từ lúc được lên làm cát cát, cả con người từ trong ra ngoài đều thay đổi hoàn toàn. Phải đó, cô nói cũng phải. Hy vọng Hàm Hương công chúa sẽ không giống như là Tuyết Nhạn. Bây giờ mấy người các cô đừng nghĩ nhiều quá, làm việc đi. Dương công công tới. Tham kiến Dương công công. Không cần đa lễ. Tạ Dương công công. Không biết Dương công công tới tỳ y khố chúng tôi có gì dặn dò? Ta hỏi cô, hai ngày trước tỳ y khố làm cho Hàm Hương công chúa hai cái áo khoác, là ai thêu? Có phải có vấn đề gì không? Ta hỏi cô thì trả lời, hỏi nhiều làm gì? Hai chiếc áo khoác đó do tất cả các tỷ muội trong tỳ y khố chúng tôi cùng làm. Công công, không lẽ hai chiếc áo khoác chúng tôi đem tới công chúa không hài lòng sao? Công chúa hài lòng không ta không biết, nhưng công chúa có lệnh tất cả tú nữ tham gia may áo khoác giờ dậu tập trung bên ngoài điện Thái Hòa. Công chúa kêu chúng ta tới đó để làm gì vậy? Có khi nào là áo khoác mà chúng ta may Hàm Hương công chúa không thích, muốn kêu chúng ta tới tra vấn hay không? Hả? Được rồi, đừng nói nhiều. Công chúa đã hạ lệnh, một lát các cô đừng tới trễ. Nếu công chúa trách tội, tất cả đều phải rơi đầu, biết chưa? Dạ biết. Đồng tỷ khố đã hết chuyện, ta đi trước. À, công công đi thông thả. Đồng tỷ khố, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lẽ nào Hàm Hương công chúa là độc ác như vậy, muốn chém đầu tất cả chúng ta sao? Không phải chứ, tôi chưa muốn chết đâu, đồng tỷ khố, chúng ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Đồng tỷ khố, cô nghĩ công chúa tìm chúng ta có chuyện gì? Phải đó, không biết nữa. Phải. Khi chúng ta tới làm gì vậy? Không biết nữa. Khi chúng ta tới làm gì vậy? Không biết. Không biết nữa. Có chuyện gì vậy chứ? Tất cả đừng có sợ, chắc công chúa không đến nỗi vô lý như vậy đâu. Tham kiến Dương công công. Miễn lễ. Tạ Dương công công. Dương công công, công chúa đâu rồi? Có phải áo khoác tỳ khố chúng tôi đưa tới công chúa không hài lòng nên mới kêu chúng nô tỳ tới không? Nếu là vậy, khẩn xin công công nói giúp cho chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội. Tất cả các tú nữ của tỳ y khố chúng tôi nhất định sẽ lập tức sửa lại, hơn nữa sẽ làm tới lúc công chúa hài lòng mới thôi. Khẩn xin Dương công công chuyển lời. Ai nói công chúa không hài lòng với áo các cô làm? Dương công công,
Vậy nếu công chúa hài lòng với y phục chúng tôi làm, tại sao nửa đêm kêu tất cả chúng tôi tới chỗ này, còn có nhiều binh sĩ canh gác như vậy, không phải muốn chém đầu chúng tôi thì là gì? Phải đấy nha công công, không phải công chúa muốn chém đầu hết cả chúng tôi chứ. Dương công công, ngài cười cái gì vậy? Các cô nghĩ là công chúa kêu các cô tới là muốn chém đầu? Không phải sao? Đương nhiên là không. Công chúa rất thích hai cái áo khoác các cô làm. Người cảm kích các cô có công nên kêu ta kêu các cô tới để cùng nhau ngắm pháo hoa. Hả? Xem pháo hoa? Xem pháo hoa kìa. Vậy thì tốt. Dương công công, lần này công chúa đùa thiệt hay đó, làm cho tất cả chúng tôi đều hồ đồ hết. Phải, hồi nãy tôi sợ muốn chết luôn. Tôi đã nói rồi mà, Hàm Hương công chúa là người lương thiện, tuyệt đối không gây rắc rối cho chúng ta. Phải. Hàm Hương công chúa định là đích thân tới, tiếc là hoàng thái hậu đưa người đi dự yến rồi nên kêu tôi nhắn lại với mọi người. Công chúa kêu tôi chuyển lời tới các cô, nghe rõ đi, công chúa hiểu mọi người đã cực khổ bao nhiêu năm nay nên cho phép các tú nữ Ti Khố nghỉ 20 ngày trở về thăm người thân. Ngoài ra mỗi người được thưởng 10 lượng vàng đồng, 100 gánh gạo trắng. Tạ ơn công chúa bà thưởng. Thôi được, miễn lễ. Kiếm hôm nào các cô đích thân tới, cảm ơn công chúa. Dạ. Dạ. Ê, nhìn kìa, nhìn kìa. Đẹp thật. Kìa, 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 kìa. Đẹp quá. 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 Có bên kia kìa. Thiệt là sáng rỡ. Đẹp quá. Đẹp thiệt đó. Đẹp quá. Kìa bây giờ thì đẹp thiệt đó. Coi kìa, đẹp quá. Phải đó. Ê, ở kìa, kìa, đẹp thiệt đó, kìa, kìa, kìa. Đẹp thiệt. Hàm Hương công chúa, cảm ơn người. Xuân trúc chúc cho người mãi mãi bình an, vui vẻ. A Mở, Hài Nhi có lỗi với người. Cô đã phạm lỗi lớn, xin người hãy tha thứ cho con. Thái, ngươi vì một người đàn bà hại chết A Mã của ta, ngươi còn mặt mũi ở đây quỳ lại hay sao? Hả? Để biết, để có lỗi với A Mã. Ta cho ngươi biết, A Mã với Suối Vàng có biết cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi quỳ ở đây. Ngươi cút đi cho ta. Để không đi, để phải quỳ ở đây, xin A Mã tha thứ. Ngươi không đi hả? Ngươi không đi. Nè, còn không cút đi, không cút đi. Nè, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người. Chưa tổng quản, ông cứ mặc kệ ta, cứ để cho họ đánh, ta đang bị như vậy. Chưa tổng quản, ông nghe rõ chưa, là hắn nói như vậy. Được,
Hôm nay ta cho ngươi tội nguyện, ta đánh chết ngươi. À dạ, đừng mà, đừng đánh nữa. Thái Nhi, Thái Nhi, chuyện này không liên quan tới con, tại sao phải như vậy chứ? Là lỗi của con, nếu không phải do con thì A Mã không có chết. Tuệ Từ Sư Thái, con trai của bà cũng đã nhận rồi, cho nên hôm nay ta phải trước mặt của A Mã ta thay A Mã đánh chết hắn. Đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ nói không được sao? Tức cười, với kết quả này còn gì để nói nữa. Cái Thái hại chết A Mã của ta, ta phải trả thù cho A Mã. Bác hại, A Mã còn chết không liên quan tới nó. Huynh nói gì rây rứt trong lòng, cho nên muốn giải thoát cho mình thôi. Hơn nữa, ảnh là đệ đệ ruột của hoàng thượng, hoàng thượng không thể vì chuyện này mà ban huynh ấy tội chết được. Huynh ấy chết không có liên quan tới cách Thái. Im miệng cho ta. Bà là Ngạc Nương, đương nhiên phải nói giúp cho hắn. Ta không cần biết cái Thái hại chết A Mã của ta, ta bắt hắn đền mạng, ta phải bắt hắn đền mạng. Được, hôm nay hai người muốn đánh chết nó để trút giận có phải không? Vậy các người đánh chết ta trước đi. Bà tưởng là ta không dám thiệt à? Con trai của bà hại chết A Mã của ta, bà là Ngạc Nương cũng không thể tránh liên quan. Được, hôm nay ta sẽ cho hai người tội nguyện. Nè, cái gì tới? Dương Công Công tới. Khách Thái Bối Lạc, Hàm Hương Cẩm Chúa truyền nhà vào cung ý kiến. Hàm Hương kêu ta vào cung. Chưa. Thái Nhi. Ngạc Nương chuyện gì? Con không sao chứ? Con không sao, ngươi không cần lo lắng. Dương Công Công, Bối Lạc gia, công chúa tìm ta, không biết có chuyện gì. Bối Lạc gia, việc này nô tài không rõ. Công chúa đã tìm Bối Lạc gia mấy ngày nay, hình như rất nóng lòng. Bối Lạc gia, một lát gặp công chúa, ngài tự hỏi là được rồi. Dương Công Công, trước khi ta vào cung gặp công chúa, ta muốn chuẩn bị một chút. Dạ được. Có quá nhiều hồi ức, bây giờ mà cũng không còn, ta cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Cho nên trước lúc ra đi, đem thứ mà ta quý nhất tặng cho người ta yêu quý nhất. Còn muội, tại sao muội lại tặng ta ngọc hồ điệp? Muội tặng ngọc hồ điệp cho huynh có ý là, cách thấy cho dù huynh đi tới chỗ nào thì một cuốn sách đi theo huynh.
à? Lâu rồi muội không được xem tạp kỹ, huynh đưa muội đi xem được không? Hehehehe.